Thôi đi, em có thể hiểu chuyện được không? Từ hôm cãi nhau với vợ ngày hôm đấy, dường như cô ấy đã biến thành một người khác. Em bị bệnh từ bao giờ? Có cần anh cùng em đến bệnh viện không? Không cần đâu, em tự đi khám rồi, chuyện nhỏ đó mà. Cô ấy bắt đầu trở nên mạnh mẽ và hiểu chuyện. Anh ơi, em đau bụng quá, anh có thể đưa em đến bệnh viện được không? Thằng nào em chẳng đau, đến bệnh viện làm gì? Cô ấy chỉ là đồng nghiệp của anh. Không sao đâu, anh không cần giải thích. Cô ấy không còn nổi giận, không còn ghen tuông. Anh nói xem, cô gái là ai? Anh nói rồi, đồng nghiệp là đồng nghiệp. Bỏ cái suy nghĩ đấy đi. Tôi cảm thấy tôi và cô ấy ngày càng xa nhau. Anh cùng em đi xem phim. Không cần đâu, em có hẹn với bạn rồi. Alo, lát nữa mình đi đâu chơi đấy? Tiền lương anh đưa em. Không cần đâu, em có tiền rồi. Ừ, đang đi này. Không biết từ khi nào tôi không thể liên lạc được với cô ấy. Bao giờ em mới về? Hẹn lần sau nhá. Sao không trả lời tin nhắn của anh? À, trong buổi tiệc này em không để ý tới điện thoại. Thế sao em không nói cho anh biết có người yêu cũ của em ở đấy? Anh có thể thôi gây chuyện vô cớ được không? Em còn quan tâm đến anh không? Anh đoán xem. Ngày mai đi đâu đấy? Cô ấy đã hiểu chuyện rồi, nhưng cô ấy không còn yêu tôi nữa. Tặng quà cho anh nè. Nè, anh có về nhà không? Sao anh lại không về? Rốt cuộc là anh có cần cái nhà này nữa không?